Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay là ngày 6 tháng 6, ngày đẹp nha. Sau video này là ngày mình sẽ mở chương trình sale là Big Sale kiểu Mỹ nhân ngày 6 tháng 6, ngày đẹp. Hôm nay lời đầu tiên cũng chúc tất cả quý khách hàng khắp nơi đã tin tưởng và ủng hộ rất là nhiều dòng máy đến từ kênh Máy Hàng Em Quyền. Thì sau một thời gian rất là kiên trì để mình giới thiệu những dòng máy nào có chất lượng, những dòng máy nào đáng để đầu tư, thì tất cả những quý khách hàng hầu như đã hiểu và đã đồng hành với kênh Máy Hàng Em Quyền rất là nhiều. Thì hôm nay là rất là nhiều, sau khi mình post cái video mà bữa thứ bảy á, dòng máy 210F nó quý khách mình bán cho công ty Hattat Cà Phê đó. Đây là dòng máy huyền thoại mà mình đã gồng rất là nhiều năm rồi đó, máy ba bo đó. Đây là mình theo yêu cầu của ba anh khách hàng là phải mở ra để test cho nó yên tâm, đó là anh Long ở Tân Tánh Linh Bình Thuận nè. Chút xíu nữa em test cho anh rồi em đóng gói lại. Đây là máy của anh Thắng ở Vĩnh Phúc. Đây là cũng máy ba bo huyền thoại của anh. Anh sẽ đấm anh test liền. Đây là máy của anh. Đây là máy của anh Hiệp ở Hậu Giang. Rồi, trước khi mình vô mình test này thì mình sẽ test con máy mít này đi gấp, test cho anh Bảo ở Bình Thạnh. Đây là con mát mít 210i sử dụng súng của máy 5kg. Đây nha quý khách hàng, chờ mình chút xíu mình qua mình test con cắt 50 cho anh Bình ở Long An cái, để mình có thép mình mới sắt thép mình mới cắt ra cái mình hàng vô bằng cái con máy mít của anh Bảo ở Bình Thạnh liền. Rồi đây là con cắt 50 của anh Bình. Rồi anh sẽ cắt thử mấy miếng la này ra để mình có đồ, để mình có đồ mình qua mình test con máy mít kia. Và ở đây là rất là nhiều dòng 210F khách hàng đã đặt hết rồi. Sau khi coi cái video mà mình bán 10 con cho công ty Hattat thì tất cả quý khách hàng ở khắp mọi nơi là đã theo cái xu hướng của Hattat là chọn lựa rất là thông thái. Mình không dám dùng từ thông minh nha quý khách. Đấy. Rồi bây giờ mình test cho anh Bình cái nha. Anh Bình xong rồi mình sẽ lấy cái miếng la này qua mình test máy mít của anh Bảo ở bên để cho nhân viên đi liền. Một miếng, hai miếng, ba miếng, tốc độ cao luôn rồi, chẻ đôi này ra luôn, qua test luôn nè. Cho nó tiết kiệm. Rồi, cắt đôi ra. Máy này nó khỏe như trâu quá quý khách hàng nè, test luôn nè, sẵn hứng lên nè. Cắt cái miếng 6 ly này luôn nè. Miếng này 8 ly chứ. 10 ly chứ. Miếng này 10 ly quý khách, ta cắt luôn nha. Đang cắt trên con máy cắt 50 đến từ thương hiệu Tenja Thái Lan, bảo hành 2 năm, giá 4,8 triệu, phụ kiện là một cái súng BT-31 dài 5m nguyên mang, một cái kìm hàng dài 3m nguyên mang, một cái kẹp mát dài 2m nguyên mang, 13 bộ vết cắt BT-31, một cái kính để cắt và cái gì nữa ta, cái hai đôi bao tay để bảo vệ đôi tay, thân thương quý khách hàng luôn. Quá đã. Rồi 10 ly cắt đứt ngọt xớt. Rồi bây giờ quay qua test con máy của anh Bảo để tất cả đóng gói nha. Rồi bây giờ anh test cái máy cho anh Bảo để đi liền nè. Kêu anh Lộc lên đóng gói đi liền đi Loan ơi. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ để chế độ thông minh rồi mình share lên nha anh Bảo. Đó, em cứ để nhỏ nhất ha. Rồi 4 mấy ampe mình hàng thử lên cái miếng giày này trước cái đã, rồi em hàng vô 2 miếng la này sau. Xe lên, xe chừng nào thấy ngọt thôi. Rồi, ngọt rồi, vô hàng trên miếng la cho anh luôn. Đó, bon quên này, dựng đây lên hàng nè. Miếng la mới lấy còn cắt 50 cắt ra á.
Rồi, quá đẹp luôn. Bây giờ em hàng đường nha. Sao cho tất cả khách với anh Bảo thấy luôn. Rồi, để đây hàng qua luôn nè. Đây là xài trên cái súng Panasonic nè. Rồi mình hàng nha. Hàng qua bên này đi. Quá đẹp rồi. Quá ngọt ngào. Zoom gần lại cho anh Bảo anh thấy con cái siêu phẩm của anh đi. Đó, rồi. Anh thấy không? Rồi. Rồi Trung đóng gói đi gửi máy đó cho anh Bảo đi. Rồi bây giờ mình qua mình test máy này cho anh gì con, anh gì ở Tây Ninh con. Tốt. Anh tốt nha, anh tốt nha. Anh test con 82 nguồn điện cho anh nha. Rồi máy đó được khởi động lên rồi, bây giờ đây là nút khí ra sao. Đây là dòng chính. Rồi thôi mình cắt đại trên cái miếng này dơ dơ xấu xấu này. Test cái máy cho anh cái. Rồi, quất vô. Đó, con này thì nó có khả năng cắt thở. Rồi. Đó, chỗ này là cái miếng này nó dày lắm, nhiều đường hàng lắm. Rồi. Đây. Đây là một siêu phẩm huyền thoại. Đây là máy của anh gì đây? Cảm ơn anh rất nhiều nè, anh Thắng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Anh tin tưởng và đã chuyển khoản 100% luôn rồi. Rồi là phụ kiện của anh nè. Rồi cũng như tất cả quý khách hàng thấy là những cái dòng máy mà em bán rất là nhiều nè. Bữa nay bán rất là nhiều nè, đó. Khách hàng đặt khắp nơi luôn, tức là sau khi thấy cái video là khách đặt khắp nơi. Rồi bây giờ bỏ này xuống đây cho nó đẹp rồi mình bỏ đồ của anh vô và vừa hàng vừa test luôn nha. Đây là phụ kiện cho theo máy là sẽ có là 5 mét kìm hàng. Kiểu Mỹ, dài miên man. Rồi mình sẽ nói tới đâu mình lắp vô tới đó, gắn vô cổng. Rồi 2 mét kẹp mát, 100% bằng dây đồng. Hàng mà đẳng cấp nó phải là như thế này nha quý khách hàng. Em qua bên kia lôi cái ổ điện của anh đi. Đó, rồi bên cạnh đó thì sẽ tặng thêm cho anh là một đôi bao tay anh Thắm, anh Thắng chứ. Rồi vài cây que để anh nhận về anh test, một cái ke gốc. Rồi rồi trong chương trình mà vừa rồi mình khuyến mãi có 10 con đó, mình tặng thêm một cái kính nữa nè, kính điện tử đó, giá 2,2 triệu, bảo hành 2-3 năm. Rồi bây giờ mình test cho anh Thắng nha, sách hướng dẫn sử dụng, còn bảo hành thì mình dán bên hông này. Rồi số seri của anh sẽ là 26009 nha anh Thắng nha. Đây 26009, đây là số phiếu bảo hành. Phiếu này có giá trị như phiếu bảo hành và tất cả những cái số seri này mình đều nhập trên hệ thống máy tính. Quý khách đừng bao giờ nghe những cái người mà trên mạng nó nhân danh nó nói là bảo hành điện tử mấy cái đó. Điện tử thì mình quý khách biết là máy Welcome nè, máy Hồng Ký nè, máy Tân Thành nè, nó cũng điện tử, điện tiết là Relan cũng nói điện tử nữa nè. Rồi tất cả khi mà quý khách đụng chuyện á, quan trọng nó bảo hành điện tử kiểu gì. Đó, vấn đề là cuối cùng hàng ngày mình vẫn nhận biết bao nhiêu cái máy mà có cái chữ điện tử đó. Rồi mình cũng bảo hành không. Cái chuyện điện tử nó không có quan nó liên quan gì tới cái chất lượng của cái máy nha quý khách hàng nha. Nhiều quý khách hàng cứ ngỡ rằng là phải có điện tử mới chịu. Rồi bây giờ em test cho anh Thắng vài đũa cái rồi em qua máy khác. Vô. Chỉnh lên, giảm dòng xuống đi, xài đũa 3 ly 2 để dòng 160 thôi. Đó, coi nó mồi vậy đó quý khách. Chọt một cái là ăn ngay nè. Chọt một cái là ăn ngay, chọt một cái là ăn ngay nè. Giống như cái anh gì ở ngoài, anh gì phát đó, anh đem con máy một bo thấy ghê của Rì Lăng ra và anh cứ chọt một phát ăn ngay, cứ chọt một phát ăn ngay. Đây, máy này cũng chọt một phát ăn ngay nè. Rồi nó tự động nó hàng luôn nè quý khách, cho nó tự động hàng đi rồi qua đấu con kia. Rồi. Rồi cho nó tự hàng luôn, bây giờ mình sẽ bắt đầu
qua cái con máy này để tránh mất thời gian. Nó lật qua bên này rồi cho nó lật lại, chọt một phát ăn ngay nè, chọt một phát ăn ngay cho mày hàng tự động luôn. Rồi gom đồ của anh Thắng ở ngoài tỉnh Vĩnh Phúc lại, bỏ bên đây đóng gói cho ảnh đi. Tung em bắt nắp cái con đấy rồi anh đấu của con của anh này là, rồi con của anh Thắng này đây, máy của anh Thắng rồi, xong rồi thôi được rồi, nói chơi vậy thôi, test tới đây được rồi, đóng gói cho anh Thắng đi Trung ơi. Rồi bắt đầu mình sẽ xin phép anh Thắng mình dời máy anh ra ngoài này nha, để cho mấy đứa em nó đóng gói lại. Đây máy anh Thắng anh để ngoài này anh Thắng. Rồi tiếp theo là mình sẽ test nhanh cho anh Long ở tỉnh Bình Thuận, cũng 2,2 triệu, cũng bao tay ke gốc đầy đủ. Tại vì ba anh này là yêu cầu phải coi đúng máy nha, đúng phải máy hàng hiệu ba bo chất lượng cao, biến thế 100% bằng đồng. Còn con Z237 mà nhân danh Việt Nam là HK200E, rồi nhân danh rồi cơm gì đó là một bo 100% biến thế vậy. Như không rồi mình đổ mấy ốc này ra đây đi, nãy mình bỏ ốc này mình sợ lạc của anh Long. Rồi nè, máy của anh này nha anh Long, 4GB, biến thế 100% bằng đồng, cọc kết nối cũng bằng 100% bằng đồng. Cái cách làm của cái bo mạch của cái máy này, em zoom sát rộng nguyên cái màn hình luôn, lấy nguyên cái máy lên màn hình cho khách thấy luôn. Rồi lật qua đây một cái, zoom rộng lên nguyên cái màn hình luôn. Rồi được chưa? Rồi lật mặt bên này cái nữa là anh hàng luôn. Rồi xong chưa? Rồi quay vô hàng chút xíu cho anh coi cái. Còn 10 quý khách kia thì mình test rồi nha, tới mình đem lên mình test hết từng người, ở video nó dài sọc à, là bị chửi nữa. Rồi thôi, gắn dây vô hàng. Dây bên này, đây phụ kiện của anh Long ở Bình Thuận, Tánh Linh Bình Thuận nè. Dọn cái thằng BT31 của anh Bình vô đi. Rồi phụ kiện, ồ anh này mua thêm ke gốc nhiều dữ ta, anh Long mua ke gốc quá trời anh Long. Đó bao tay phần cho theo máy là chỉ có một cái này thôi, này chắc mua thêm đổ hàng 5m kìm hàng dài miên man 100% dây đồng, cũng gắn vô luôn cho anh luôn. Rồi anh test cái em sách anh đóng liền cho anh á. Rồi thì cái này của anh khác đúng không, không phải của anh Long, thì em lấy em đóng cho anh kia đi, có gì đâu. Rồi gắn này vô kìm hàng, gắn dấu cộng, kẹp mát gắn vô dấu trừ, chỉnh lên cũng 150A thôi, rồi chọt một phát ăn ngay. Kẹp mát vô, lấy cái đũa kìm, cái đũa hàng nãy còn nè, chọt một phát ăn ngay coi có ăn không. Không ăn là tôi ăn cho hết luôn á. Chọt một phát ăn ngay, hên quá nó ăn ngay rồi. Rồi cho nó hàng luôn, tự động luôn, rồi đóng qua con khác. Tiếp tục là em sẽ test cho anh Trần Văn Hiệp ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Anh mua rất là nhiều ke gốc luôn, đúng rồi, cái bộ bịch ke gốc đó là của anh Trần Văn Hiệp ở thị xã Long Mỹ, Hậu Giang đó, của anh đó. Đồ đó là của anh đó. Rồi đây, máy của anh nè, anh Hiệp, rất là xịn hào. Máy nó tự hàng rồi, em qua đây em đấu. Rồi em lấy bộ dây của anh ra. Ồ, máy nó tự hàng, thôi ngưng lại để hư kèm. Rồi dẹp luôn đi, em đóng giùm anh luôn. Con này đóng nắp lại đàng hoàng luôn, giùm anh luôn. Rút điện, đem bên kia. Đem bên kia. Rồi tiếp theo đưa mượn bộ phụ kiện này đi, đưa mượn bộ đi, nó giống nhà mà, đưa anh mượn bộ phụ kiện. Rồi em test cho anh, test cho anh gì ta, còn anh nữa đâu vậy, anh số 3 đâu vậy, còn anh số 3 rồi, anh Hiệp anh mới đọc rồi, còn anh nữa hả? À giờ test cho anh Hiệp đúng không, đưa rồi thì em test cho anh Hiệp nha. Hồi nãy đang test cho anh Long, đúng rồi, nhớ lộn rồi, giờ em test cho anh Hiệp nha.
Đồ của anh là anh mua thêm cây gốc quá trời nè, cái này là của anh nè anh Hiệp. Test cho anh Hiệp ở thị xã Long Mỹ, Hậu Giang. Anh mua thêm cây gốc nè, cây gốc bự như con trâu mà tụi em bán 40 ngàn thôi, hỗ trợ khách hàng. Rồi, cái này là tặng thêm 5 mét kèm hàng dài miên man, một đôi bao tay, rồi một cái kính điện tử. Đó, đây là chương trình mà tri ân để dành cho khách hàng chứ giá có 2,2 triệu mà. Bảo hành 3 năm, chất lượng rất là cao. Thôi để quay ngang về đi khoe khách hàng luôn, cho đã. Hàng hiệu mà, rồi chỉnh lên 150A thôi. Rồi chọt một phát ăn ngay luôn. 150, rồi. Lấy một cây đũa, mượn cây đũa của anh luôn nha, em test bằng cái đũa của anh luôn nha. Rồi quất luôn nè anh Hiệp. Chọt vô một phát ăn ngay. Chọt 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 một phát ăn ngay. Rồi, đưa vô, chọt một phát ăn ngay vô hàng luôn nè. Canh ngay ngắn lại. Chọt một phát ăn ngay. Rồi bỏ vô tự hàng luôn, xong. Bắt đầu trong thời gian đang hàng đó thì mình sẽ, anh sẽ test cái máy này cho em nè. Em này tên gì đâu rồi, cái biên bản đâu rồi ta? Lấy cái biên bản con ACDC giùm coi. Của đứa em gì mà than khổ khổ đâu rồi. Trong thời gian cái máy của anh Hiệp đang hàng tự động bên đó thì anh sẽ test cái này cho em nha Cường. Hứa Văn Cường ở tỉnh Hải Dương. Đây, 88 km Phú Trung, thị trấn Kẻ Sạch, Bình Giang, Hải Dương. Rồi anh test con 200 ACDC đời mới nhất, anh mới về cho em luôn nha. Em chờ anh chút, test xong con máy tự động bên kia anh sẽ qua anh test cho em liền. Rồi trên đây, anh để kế đây để mất cái hình ảnh luôn. Anh gắn vô anh test cho em nha, anh Cường nha. Rồi súng thì em gắn bên dấu trừ. Kẹp mát thì mình sẽ gắn bên dấu cộng. Đây đồ của em nè. Ê hư ngưng lại, máy này nó dễ hàng lắm. Rồi đóng gói luôn cho anh Hiệp luôn đi Trung ơi. Rồi anh sẽ lấy đồ của em ra nha Cường nha. Cường ở Hải Dương. Đây là toàn bộ đồ của em nè Cường. Rồi thùng của em nè, em bắt đầu di chuyển vô trong. Anh làm một cái video này, anh báo cáo với anh test cho em yên tâm luôn nha. Súng là súng rời W26, súng rời là vậy nè Cường. Cáp đi riêng, khí đi riêng theo tiêu chuẩn châu Âu với Mỹ. Mỹ với châu Âu hiện giờ nó đang xài y như vậy. Rồi dây này dây điều khiển nha Cường, anh gắn vô luôn, anh test cho em coi trước mặt em luôn nè. Rồi bộ kit này là của trong cái súng nè. Rồi này là bộ kit anh cho theo nè, kim hàng của Cường đâu anh không thấy vậy ta. À đây, kim của em nằm trong đây. Một ring kim luôn nè. Kim hàng nhôm. Sao không cho nó sắt? Ủa em không có lấy sắt hả Cường? Rồi em hàng nhôm không em nhớ. Thôi để chút anh cho em thêm hai cây sắt đi chứ em đụng chuyện em hàng sắt là lấy kim đâu em hàng. Rồi đây là đồ của em nha Cường. Rồi kìm hàng que có luôn, rồi kẹp mát đây. Đồ của em hết nè, anh bỏ trên màn hình luôn á cho em coi nè. Kẹp mát, rồi anh gắn vô dấu cộng nha. Rồi đứa nào đổi cái đồng hồ hoạt công giùm cậu ấy, đẩy cái đồng hồ hoạt công ra cái tí. Đây là đồng hồ 191 xịn hào nè. Của em luôn nha Cường. Đây, bỏ ra đây cho em thấy luôn nè. Rồi anh sẽ test cái rồi cho mấy đứa đóng gói đi bưu điện cho em luôn. Rồi đồ của em nằm ở đây hết. Rồi. Rồi, bây giờ anh sẽ test trên cái miếng nhôm 2,5 ly này. Thì thông số anh thường ưa chỉnh vậy nè. Dòng chính á, anh chỉnh 110A đi. 115 đi nha Cường nha. Rồi. Khí ra trước anh chỉnh 0,5 giây. Đó, dòng chính là 115A. Khí ra sau anh chỉnh 5 giây. Rồi. Anh bật xuống chế độ tích, rồi anh di chuyển xuống chế độ AC. Tần số AC là tần số anh chỉnh lên là 110 hạt nha. Rồi, ba lăng anh chỉnh là 35%. Rồi bây giờ anh vô anh hàng thử cho Cường coi nha Cường. Đó, ok rồi không? Vô. Đó, xong một đường, làm lại đường nữa.
nè, cường hình này nha, vô. Tần số ba lăng giờ nó nhôm nó nóng lên rồi, anh giảm cái ba lăng lại 30 thôi. Cái này anh xuống 100 hạt thôi. 90 hạt đi. Rồi, làm đường nữa nè. Dòng chính anh giảm xuống 100 ampe luôn. Rồi. Vô làm lại nè. Đó. Đây là toàn bộ những cái đường hàng nhôm của em nó làm ra. Rồi. Ok, chúc Cường nhận được con máy sẽ nhận được rất nhiều hợp đồng để em làm nha Cường. Đây là cảm ơn anh Sang ở xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng đã ủng hộ cái con máy mà SmartMix 210i đã lộ hàng rồi. Mặc dù mình chưa làm một cái review nào chính thức về dòng này nhưng mà khách hàng rất là tin tưởng kênh máy hàng em Quyền và ủng hộ rất nhiều. Cảm ơn anh Long ở Di Linh, Lâm Đồng cũng đã ủng hộ con SmartMix 210i đã lộ hàng luôn rồi. Và cảm ơn rất nhiều quý khách hàng đặt nhiều dòng máy lắm. Đây bên này nữa nè, hai anh khách đặt hai con mix 250e nữa. Đây là cũng một cái quyền thoại mà ngày nào khách hàng ở khắp nơi cũng đặt. Đây là cảm ơn anh Lực ở 110 đường Dương Quang, Đại Mổ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Rồi cảm ơn anh rất nhiều luôn nha, anh Lực. Đây, giao hàng tiết kiệm. Khách này rất là kỹ lắm. Thì chút xíu em sẽ làm video em test riêng cho anh. Chứ bây giờ video này dài quá rồi. Đây là của anh Cường ở Hải Dương này. Đóng gói cho anh luôn đi Trung ơi. Rồi tiếp theo đây là hai con máy. Con máy này là của anh Bình. Đóng gói luôn giùm anh, con cắt 50 của anh Bình. Còn tích 250BC này chút anh test riêng sau đi. Hai con tích 250BC nữa. Còn đây là anh gì? Đây là một con máy cũng của 250E quyền thoại, giống con này nè, giống con mình mới đang đứng sau lưng mình đó, của anh Nam ở Hải Dương. Ô, bữa nay ở Hải Dương mình bán hai con luôn ta. Khách hàng ở Hải Dương ủng hộ quá trời, đã chuyển khoản một. Ồ, khách hàng nè, đã chuyển khoản nè, em zoom cho khách coi nè. Ở từ ngoài miền Bắc vẫn tin tưởng và chuyển khoản trước luôn nè. Hải Dương nè, đơn hàng là 6 triệu mấy, chuyển khoản trước luôn nè. Rồi. Đóng luôn con này cho anh Nam ở Hải Dương luôn đi Trung ơi. Còn con cắt 50 này là của anh Bình ở Long An. Rồi cảm ơn tất cả quý khách hàng rất nhiều đã ủng hộ. Hôm nay là mình báo cáo là hạt 210F đến từ thương hiệu Sanjo là khủng khiếp nhiều nhất. Đó, đơn hàng này bữa nay là trên 10 con. Rồi cắt 50 là 2 con. Rồi tích 250BC 1 con, cắt 80 1 con. Rồi mít 250E thông minh là hai máy. Rồi tích 200 ACDC về với anh Cường ở Hải Dương một em. Rồi một con mít 250 cũng về Hải Dương luôn. Rồi con kia là về Lâm Đồng. Đúng không, 250 này về Lâm Đồng đúng không? Không, về Hà Nội. Máy mình toàn là đi Hà Nội, đi quá trời đi luôn. Rồi cảm ơn tất cả quý khách hàng rất nhiều đã thương mến ủng hộ kênh máy hàng em Quyền trong suốt thời gian qua. Một lần nữa cảm ơn quý khách hàng coi hết video. Chúc quý khách hàng một ngày thật vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc. Quý khách nào chưa đăng ký kênh, nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mà mình post lên hàng ngày nha quý khách hàng nha. Đó, đây là dòng máy 200 ACDC mới nhất mới về luôn, hồi tháng 5 mà anh Cường cũng đã tin tưởng và đã đặt hàng. Rồi, quý khách nhớ đăng ký kênh nha. Nhấn nút đăng ký nhấn nút chuông để nhận được những video mình post lên hàng ngày. Mừng quá bị lẹo lưỡi quý khách hàng ơi. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng.